Mỹ và Trung Quốc chia sẻ công nghệ ở Đông Nam Á để sản xuất vắc xin. Ngoại giao vắc xin tại Đông Nam Á đã bước vào giai đoạn mới, với hãng dược của Mỹ và Trung Quốc bắt đầu chia sẻ công nghệ để các nước trong khu vực tự sản xuất vắc xin. Đông Nam Á phụ thuộc vào vắc xin nước ngoài nên nguồn cung có thể sụt giảm khi các nước như Mỹ bắt đầu tập trung tiêm tăng cường trong nước. Vì thế, khu vực này có động cơ lớn để thúc đẩy sản xuất vắc xin trong nước, dù vắc xin ấy chưa được phê duyệt chính thức. Nikkei Asia viết ngày 26 tháng 9, trên phương diện hợp tác chuyển giao công nghệ Trung Quốc tập trung đặc biệt vào Indonesia, quốc gia với nền kinh tế và số dân lớn nhất Đông Nam Á. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng bày tỏ hy vọng Indonesia sẽ trở thành trung tâm sản xuất vaccine của khu vực, với hỗ trợ kỹ thuật từ hãng dược Trung Quốc Covac Biotechnology. Etana Biotechnologies của Indonesia sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 dùng công nghệ MANA từ tháng 7 năm 2022. Bộ trưởng Điều phối hàng hải và đầu tư Indonesia thông báo vào tháng 8. Etana đang thử nghiệm giai đoạn 3 và có kế hoạch sản xuất 70 triệu liều vaccine mỗi năm. Mỹ cũng đang nỗ lực trợ giúp các đối tác trong khu vực trên phương diện chuyển giao công nghệ. Hãng Dinavac Technologies có trụ sở tại Mỹ tuần trước ký biên bản ghi nhớ về phát triển vaccine với hãng dược nhà nước BioPharma của Indonesia. Thỏa thuận sẽ cho phép hai công ty cùng phát triển vaccine ngừa COVID-19 dùng protein tái tổ hợp, ngoại trưởng Indonesia Ritno Masudi nói. Arcturus Therapeutics của Mỹ cũng đang chuẩn bị hợp tác với Vingroup của Việt Nam để sản xuất vaccine MANA. Hãng dược Mỹ dự định bắt đầu sản xuất tại nhà máy mới ở Hà Nội vào đầu năm 2022 với công suất lên tới 200 triệu liều mỗi năm. Ngoài Trung Quốc và Mỹ, hãng Sionogi của Nhật Bản cũng đang tìm kiếm cơ hội thực hiện thử nghiệm giai đoạn 3 tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Sionogi cũng đang cố gắng chuyển giao công nghệ cho các thị trường này. Siam Bioscience, hãng dược thuộc sở hữu của quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, bắt đầu sản xuất vaccine AstraZeneca từ tháng 6. Khoảng nửa số vaccine ngừa COVID-19 tại Thái Lan được điều chế tại Trung Quốc. Chính phủ Thái Lan đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung để chuẩn bị cho việc tiêm kết hợp. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.